Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chỉ có đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chỉ có đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đeo trắng rời, tạm xa nhau 2 mét, thành thật khai báo nha. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. 5K nhớ nha.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang để trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang để trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang để trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang để trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng,